Nhìn nó rất giống một cái camera đúng không ạ? Nhưng mà đây chính là cảm biến vân tay quang học mà vừa nãy anh kỹ thuật của Viện Di động mới tháo ra cho các bạn có thể xem. Và đây thì các bạn có thể thấy đây chính là bộ ba camera trên chiếc Samsung Galaxy A50. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Hôm nay sẽ là một video khá là đặc biệt khi mà Nghe Nhìn Việt Nam sẽ kết hợp cùng với Di động Việt, cùng với đơn vị chuyên sửa chữa điện thoại tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Di động, để có thể là làm một cái video tháo cái chiếc Galaxy A50, một trong những chiếc máy đang rất hot ở thời điểm hiện tại. Và bên cạnh mình đây thì là một anh kỹ thuật tại Viện Di động đã có khá là nhiều kinh nghiệm trong việc là tháo những chiếc máy. Thì trước đây anh đã tháo một số dòng máy cũng gọi là đầu tiên tại Việt Nam, ví dụ như là S10 này, S9 và Note 9 này. Thì anh có thể giới thiệu về mình một tí ạ? Xin chào tất cả mọi người, mình là Lành, đến từ Viện Di động, trung tâm sửa chữa và bảo hành thiết bị điện thoại di động. Ok, vậy thì không để các bạn mất thời gian nữa, chúng ta sẽ cùng nhau vào video mở cái chiếc Samsung Galaxy A50 ngay bây giờ nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu mở, thì có lẽ chúng ta sẽ phải mở từ lắp lưng đúng không anh? Đúng rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tách tiếp đến phần bên dưới để xem là mainboard của chiếc máy này nó sẽ như thế nào. So với một số dòng tầm ngang với lại Xiaomi thì thằng này có vẻ như là dễ sửa chữa hơn. Và đây là cái mainboard của chiếc Samsung Galaxy A50, thì các bạn sẽ thấy đó, nhìn nó rất là gọn và đẹp như thế này. Và theo anh kỹ thuật của Viện Di động, anh ấy chia sẻ rằng cái mainboard này có thiết kế khá là giống với cái mainboard trên chiếc Samsung Galaxy M20 đang sử dụng. Và do hiện tại là đang quay tại studio của Nghe Nhìn Việt Nam nên là chúng ta sẽ không có đủ đồ dùng để có thể tháo ra những cái siêu này để xem là khu vực nào là của sóng hay là khu vực nào của vi xử lý các thứ, mà bạn sẽ chỉ nhìn được qua những cái phần đã hở ra sẵn mà thôi. Và ở đây là khu vực của khay SIM, thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có 3 khay, khay ngoài cùng sẽ là dành cho thẻ nhớ. Và đây thì các bạn có thể thấy đây chính là bộ 3 camera trên chiếc Samsung Galaxy A50, bao gồm một cảm biến 25 MP, một cảm biến góc rộng và một cảm biến 5 MP đô độ số trường ảnh. Chúng ta sẽ có quả pin của chiếc Samsung Galaxy A50, thì các bạn sẽ thấy rằng là ở trên quả pin này, cái phần keo của nó sẽ không có cái đầu hở lên để chúng ta có thể kéo ra như trên quả pin của những chiếc iPhone, mà các bạn sẽ phải đổ những cái dung dịch vào để nở keo ra, và sau đó các bạn sẽ tách rời cái quả pin này. Và đây là một trong những cách mà mình thấy sẽ khá khó khăn để cho các bạn có thể là lấy được quả pin ra, nên nếu như bạn nào có ý định là tháo máy ở nhà ấy, thì các bạn sẽ lưu ý cho mình ở cái phần tháo quả pin này nhá. Và cuối cùng ở đây thì đố các bạn biết đây là cái gì, chắc chắn 100% các bạn sẽ đoán sai. Nhìn nó rất giống một cái camera đúng không ạ? Nhưng mà đây chính là cảm biến vân tay quang học mà vừa nãy anh kỹ thuật của Viện Di động mới tháo ra cho các bạn có thể xem. Và đây thì mình sẽ hướng cái phần màn hình của chiếc Samsung Galaxy A50 vào. Thì các bạn sẽ thấy rằng ở ngay dưới đây chúng ta có một cái lỗ. Đó, các bạn thấy không? Do là cái phần màn hình này màu đen nên nó sẽ không thể mà lấy nét. Nó lấy nét là hơi khó. Thì cái lỗ này chính là cái vị trí của cái vân tay quang học. Thì khi đó cái vân tay này nó có thể chiếu qua, nó có thể là quét được cái vân tay của các bạn. Cùng với đó thì cái phần màn hình ở đây nó sẽ sáng lên để hỗ trợ cho cái camera này có thể đọc một cách tốt hơn. Thì đấy chính là cái cơ chế để hoạt động của cái vân tay quang học bên dưới màn hình. Và như vậy chúng ta đã cùng nhau khám phá hết bên trong của chiếc Samsung Galaxy A50, từ phần mainboard, từ phần quả pin cho tới cái vân tay nằm dưới màn hình của nó, vân tay quang học là như thế nào. Và các bạn thấy cái thiết kế của Samsung Galaxy A50 thế nào? Xin mời comment để lại ý kiến của bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Và đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam nhé. Chắc chắn sau này thì chúng ta cũng sẽ còn gặp lại nhau trong rất nhiều series mổ bụng những chiếc smartphone mới mới này nữa. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.